gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Alo các bạn học sinh, các bạn có nghe thấy rõ thầy nói không nhỉ? Mới trời nó mưa quá cho nên là nó khó chịu, tại vì thầy cũng thật sự thầy cũng chẳng nghe cái máy tính đáp khác cái gì nữa, mà không biết các bạn có nghe được cái tiếng của thầy không nữa, để thầy kiểm tra này ha, các bạn cho thầy biết là các bạn có nghe thấy tiếng của thầy không nhé, tại vì thầy sợ nó bé quá ấy. Muốn nhanh là phải từ từ, chứ không phải là muốn nhanh là phải học chậm, hiểu không? Từ từ thôi nha. Muốn nhanh là phải từ từ. Thầy test cái mic, với lại các bạn có nghe ok không, để thầy có thể dễ dàng làm việc nha. Rồi ha, rồi đúng không? Thì chắc chắn là không có vấn đề gì, tại vì mưa nó khá là to ấy.
cho nên là thầy sợ ấy. Chào Hưng này, chào Nhi đây. Nhi từ Cố Hải, Châm Trần, Lệ Biển, Cao Nguyên, Ngọc Châu, Đan Linh. Đan Linh lâu rồi mới thấy em ha. Chứ bây giờ thầy không thấy. Thì cuối giờ thầy sẽ gửi tài liệu qua mail cho các bạn nha. Thì không biết các bạn nào có lòng tốt không đi copy cái mail giùm thầy. Copy những cái chính sách ấy, xong rồi đưa thầy là thầy gửi. Tại vì mấy bạn comment nhiều quá, thầy giờ kêu thầy đã 4 mắt rồi mà còn căng mắt lên mà copy nữa thì thôi. Chia sẻ tài liệu một phát là rất là nhiều bình luận. Hết mưa. hai trăm bốn mươi vẫn lag nữa. Nghe tại máy mạng em yếu quá. Thì không biết là khóa học ở Juni thầy tặng các bạn này, các bạn có coi ngon lành không ha? Thì bài giảng ở đó chúng ta sẽ cập nhật là một tuần là 3 lần lận. Và do là thầy làm rất là kỹ cho nên là cái phần mà tức là nó có thể chậm hơn trên lớp các bạn, nhưng mà chắc chắn tuyệt đối là cái nội dung nó rất là kỹ và rất là đầy đủ ha. Hạn sử dụng của chúng ta là 1 năm nhé, cho nên là các bạn hãy tận dụng hết cái khả năng của mình để chúng ta có thể tiêu hóa được hết cái hệ thống bài giảng này. Thầy thật sự thầy cũng thấy kinh khủng với cái hệ thống này nữa. Thầy mới có biết ra thôi mà rất là nhiều tài liệu, rất là nhiều file thầy. Theo thầy Hàn Quốc rất vui. Giờ em đi học nên phải về xem lại rồi. Thôi em đi học đi. Như đây mày viết cái gì thầy không đọc được. Rồi. Thực sự thầy rất muốn tặng cho các bạn chào bắt trước nhá. Chào bắt trước. Thầy tặng cho các bạn để các bạn có thể học được ấy, và các bạn chia sẻ cho bạn của mình. Tuy nhiên là ở trong đó nó có những cái bài kiểm tra ấy, có những cái đề thi ấy, thì các bạn cố gắng các bạn xem đầy đủ thì nó sẽ hay hơn. Và chắc chắn là những cái nội dung mà thầy cung cấp cho các bạn nó rất là đầy đủ nha, đầy đủ. Cho nên là cái yên tâm nha. Các bạn cứ yên tâm mà học bài học hành thôi, chứ còn những cái vấn đề khác thì không phải lo. Ví dụ như toán ấy, thì bạn nào học 11 thì bây giờ các bạn cứ học và tự luận đi, đúng không? Tự luận riết thì tự nhiên nó cái tay nó nhanh à, chứ không cần phải nhất thiết là cứ phải trắc nghiệm đâu. Đấy, giờ Nhi tự Cố Hải hả em? Thầy cũng đọc được cái tên của em cơ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần đó là tổng hợp vô động. Tuy nhiên là những cái vấn đề như cơ bản, vấn đề như kiểu cộng cái vô động ấy, như kiểu tổng hợp vô động của máy tính, hay là chúng ta cộng mấy cái vô động bình thường hai cái với nhau ấy, thì chúng ta sẽ không làm lại đâu nhé. Tại vì những cái đó là chắc chắn ai cũng biết rồi, chưa? Thầy tin chắc các bạn là chắc chắn là các bạn biết rồi, các bạn đã ngồi đây là thầy biết, chắc chắn các bạn đã học rất là nhiều. Nha các bạn. Và cả những cái thầy chỉ cho các bạn là những cái mà gọi là các bạn hoặc có thể thầy cô không dạy, hoặc có thể là các bạn chưa được gặp ấy, thì thầy sẽ chỉ cho các bạn, được chưa? Hôm nay chúng ta làm một phần về tổng hợp vô động, và bữa sau chúng ta cũng làm tổng hợp vô động nữa, vì cái tổng hợp vô động này nó rất là nhiều. Thầy nghĩ năm nay thì chắc chắn là khó đấy. Mà hình như người ta đang đề xuất là 5 đáp án đó nhỉ, A, B, C, D, E. Năm đáp án thì nó có vẻ là khó chọn hơn. Nhưng mà không sao, các bạn cứ bình thường, các bạn cứ học hành tử tế thôi.
Thì khoảng 5 phút nữa cho nên bắt đầu nha các bạn. Ví dụ như có bạn nào ấy mà bị gọi là bị rắc cái link ấy thì ví dụ như học trên Juni ấy mà bị gọi là gì ta, gọi là cái đó nó gọi là cái gì nhỉ, thầy quên rồi, nó gọi là bị ví dụ như bật cái tài liệu lên mà nó bị bắt cái link nó tải thằng IDM nó tải ấy, thì các bạn có biết fix chưa? Thầy sợ các bạn không biết fix thì các bạn cứ để cho nó chạy như thế thì nó rất là kỳ. Đây các bạn, thầy sẽ đăng nhập cho bạn xem này. Ủa sao đây nó ngộ quá nhỉ? Chắc không được đâu. Thôi để thầy làm bài hướng dẫn sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những cái vấn đề cơ bản nhất của cái tổng hợp dao động. Từ đó chúng ta sẽ phát triển lên một số cái bài mà hình như nó có vẻ phức tạp hơn. Hình như thôi nhé, chứ thầy không nói nó phức tạp đâu, vì thực ra những cái bài này rất là dễ, rất là tương đối thôi chứ nó không khó đâu. Cho nên các bạn cứ yên tâm, chúng ta sẽ khai thác những cái mà thầy cô chưa dạy. Chưa dạy chứ phải không dạy đâu nhé. Rồi, chào Ngọc Ori, một bạn khá lạ. Thầy chưa gặp bạn này bao giờ. Ngọc Châu là thầy cũng chưa xem đâu, chưa gặp. Thì các bạn hãy comment nhiệt tình nhé. Mưa mưa khá là quen. Mưa mưa thầy đã gặp rồi, chính xác, gặp rồi. Có on rồi. Các bạn sử dụng Gmail là Thông Hồ Nguyễn. Thôn Hôn Nguyên. Thầy không dịch được. Tâm Thanh, chào Tâm Thanh. Thầy biết em mới tham gia mà, em Ngọc. Tâm Thanh này. Thầy đọc cái tên để xem thầy coi xem có những bạn nào mới không ấy. Rồi, tiếp tục. Thầy nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi hôm nay. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ làm một số cái vấn đề nó cơ bản thôi. Thì các bạn đã chắc chắn là các bạn đã biết hết rồi. Các bạn nếu mà muốn nhận tài, muốn mà trao đổi kỹ hơn thì các bạn có thể tham gia cái group ở phía dưới màn hình nha. Cái group ở dưới màn hình. Thì có thể em Facebook và thầy sẽ gửi cho cũng được. Rất là Hoài Linh Ngô, chào em. Tâm Thanh nữa, Tâm Thanh chưa lên tiếng. Thì chúng ta bắt đầu cái buổi hôm nay, và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ làm khác đi một tí, tức là chúng ta không làm trắc nghiệm nữa. Mà chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta viết đáp kết quả ra. Viết kết quả ra chứ chúng ta không có chơi cả trắc nghiệm nữa nha. Chứ hôm nay thì nhớ các bạn viết kết quả ra nhé. Viết kết quả ra. Thoải mái đi, bắt kịp chứ. Em học trên lớp rồi, thật ra trên học trên lớp. Ở đây ấy, chúng ta học cái gọi là cái mà thầy cô chưa dạy thôi. Chứ thật ra chứ để mà học lại, ví dụ như học chính chu kỳ tần số thì các bạn vô đây làm cái gì, đúng không? Ở trên lớp mà chắc chắn các bạn đã học xong tổng hợp dao động rồi, đúng không ạ? Lại mưa rồi. Trên lớp các bạn đã học xong tổng hợp dao động rồi chứ không phải là chưa học đâu, cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Thì mở màn ngày hôm nay thì đó là một cái ví dụ nó hết sức gọi là nó cơ bản đi, nó hết sức cơ bản đi, nó không có gì nó phức tạp ở đây cả, được chưa? Thì đây là một cái ví dụ về tổng hợp dao động. Thì cái tổng hợp này nó rất là dễ, là chúng ta có thể bấm máy tính được, đúng không ạ? Tuy nhiên là đi thi bây giờ thì thầy nghĩ là
Thi thi thì bây giờ tuy nhiên thầy nghĩ là cái bấm máy tính thì nó cũng chỉ được một phần nào đó thôi. Thì thầy thấy trên mạng ấy, người ta hay share cái kiểu là gọi là thủ thuật Casio vân vân, đúng không? Các bạn hãy học tử tế đi rồi các bạn sẽ thấy là thực ra Casio chỉ là một cái phần bổ trợ thôi chứ nó không có gì ghê gớm cả. À, giúp chúng ta giải nhanh hơn chứ chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta cầm máy tính mà chúng ta giải được bài là không có đâu nha, không có đâu. Ừ, thì bài này thì nó khá là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, nó không có gì phức tạp cả. Thì gặp những cái dạng mà chúng ta thấy là tổng hợp phương trình hiệu đồng mà nó cho hẳn là hai phương trình luôn ấy, thì các bạn cứ yên tâm mà các bạn bấm máy tính là nó sẽ ra cho các bạn kết quả rất đẹp, đúng không? Rất đẹp. Không phải lăn tăn đâu quý vị, vấn đề là nó rất là dễ thôi nha, nó rất là dễ thôi, vấn đề cơ bản mà, đúng không? Rồi có bi t cộng 5 bi trừ 5 bi 6 nhanh thế hả? Bình tĩnh, cứ bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Thì bài này là bài đầu tiên, cho nên là các bạn đây là cái bài mà cái câu mà thầy muốn nhắc lại các bạn là cái cách mà chúng ta sử dụng máy tính thôi. Chứ thực ra câu này rất dễ, đúng không ạ? Câu này cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái phương trình đầu tiên là hai sin của bt, đúng không ạ? Trừ cho 5 bi phần 6. Thì đang sin mà chúng ta phải đưa về cốt chứ, chúng ta không thể là chúng ta để nguyên cho tính được. Đưa về cốt là chúng ta để là x1 này nó bằng này 2 này cốt này bt, đúng không? Sin mà sang cốt ấy, sin mà sang cốt ấy thì nó là trừ đi bi phần 2, đúng chưa? Trừ đi bi phần 2 nhá, trừ bi phần 2 thì ghi là trừ bi phần 2 rồi. Thầy ghi trừ 50 phần 6 đó, tôi mới trừ bi phần 2. Mưa quá thầy bất tập trung quá các bạn ạ. 50 phần 6 trừ cho bi phần 2 nha. 50 phần 6 trừ bi phần 2 thì các bạn lấy là 5 phần trừ 5 phần 6 mà trừ cho 1 phần 2 à. Trừ 4 phần 3 các bạn. Thì cái này nó ghi lại là thầy không thầy ghi lại luôn nhé, thầy ghi lại là trừ 4 phần 3 bi nhé. Tại vì thầy bấm máy tính rồi 4 bi phần 3 đúng không? Thì cái câu này là câu dễ mà, cho nên ai cũng biết đấy, x2 nó bằng cos bt cộng với bi phần 6 đúng không? Thì tổng hợp cái này thực chất là mình sẽ làm động tác cộng hai phương trình này, tức là x bằng x1 em cộng cho x2 giờ. Và chúng ta bấm máy tính theo thầy này, tức là bấm máy tính là hai và góc là thằng dao động thứ nhất là hai góc là trừ bi phần 4 rồi cộng với thằng kia là biên độ là 1 và góc là bi phần 6 đúng không? Và chúng ta sẽ được kết quả. Thì thầy sẽ bấm máy tính một lần thôi, tại vì cái câu này là câu nhỏ xíu mà đúng không? Cái câu này là câu gọi là câu gầm mờ mà, cho nên máy tính nó phải chuyển về complex cái đã này, được chưa? Chuyển về complex cái đã, complex xong rồi tính gì tính nha. Ở hai này, hai này, được chưa? Góc thì anh ship và CRL, xin lỗi, hai này, góc là ship với là dấu trừ ấy, để trừ 3 bi phần 4, 4 phần 3 nhé, 4 phần 3, 4 phần 3, 4 bi phần 3, 4, giờ bi. Bấm máy tính một lần thôi, còn mấy cái sau mấy máy tính ở đâu, sau cái đầu nó dễ vậy thôi, chứ mấy cái sau nó khó lắm. Nào, góc này, bi phần 6, được chưa? Các bạn phải nhớ là các bạn phải để chữ D, chữ chữ radian nhé. Shift mod 4 để chuyển sang radian và ấn shift 23 để bắt đầu tính. Shift 23 này bằng cái thì nó sẽ ra cho em là 1,23, được chưa? 1,239 đấy, và cái kia là trừ 1,67, đúng ta. Thầy chưa tính trước mà thầy sẽ cho số xấu này cộng với bi phần 6, đúng rồi, 4 à, trừ 40 phần 3 các bạn ạ. Trừ 40 phần 3 thì thầy bấm sai, hèn gì thầy cái tí thấy ngờ ngợ đấy, trừ đây ha, trừ 40 phần 3 rồi mới bằng được à. Đấy, căn 5 và 1,63, đây là căn 5 và góc là 1,63, được chưa?
và chúng ta được phương trình gọi là x bằng căn 5 cos của BT và cộng cho 1.63. Cái này đơn giản thôi, cái này ai cũng biết rồi đúng không? Đấy, nhỏ xíu à. À, cho nên các bạn đừng làm ẩu nhé, các bạn nhìn phương trình các bạn phải để ý tí nha, để ý tí. Tiếp theo này, à, câu này là một câu nó hơi lắt léo tí nhưng mà nó cũng thuộc dạng câu dễ chứ nó không khó. Giờ nó không khó, nó cho hai vần dao động cùng phương, à, cùng phương nhá, cùng tần số phương trình x1 x2, tính ra tốc cực đại và vận tốc của vật khi ở vị trí cách vị trí thế năng cách vật cách vị trí thế năng cực đại lần gần nhất là 2. Cách thế năng cực đại gần nhất là 2. Thì câu này là một câu tương đối là bình thường thôi, nó không có hỏi các bạn khó khăn gì đâu. À, quan trọng là các bạn kỹ năng tính toán của bạn ấy nó phải chuẩn, kỹ năng chuẩn là được. À, đấy thì các bạn tính thử xem là chúng ta được đáp án bao nhiêu, ha, đáp án bao nhiêu. Câu này dễ mà, các bạn đi thi các bạn chỉ cho phép mình làm câu này khoảng là 1 phút rưỡi thôi. Ồ, Thanh Tâm. Câu này rất là dễ. Ô, nay không thấy cái bạn gì nhỉ, quên rồi. Thấy một cái bạn hay giải nhanh, Ngọc Trang và bạn thầy lại quên tên rồi, Cao Nguyên này, không phải im em. Hay là dễ quá. Mưa quá các bạn có thể ổn không biết. Đây mưa rất là kinh khủng luôn. Nào, thì thầy muốn một con đáp án nó chuẩn chuẩn tí nào. Dễ mà, đúng không? Và thầy chỉ với các bạn những cái mẹo, những cái cách mà chúng ta làm ấy thì nó hay hơn là chúng ta học bài bản kiểu học kiểu trên lớp thầy cô dạy rồi ha. Nhiều nào. Thầy thấy các bạn tốc độ của bạn nó hơi chậm rồi đấy. Câu này thầy nghĩ các bạn bí là chào Nguyễn Nhon. Nguyễn Nhon. Nguyễn Nhon là ai vậy em? Nguyễn Nhon à? À. Nguyễn Nhon là mới đăng ký. Ừ. Nguyễn Nhon. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ nếu bạn nào không bạn nào giải được thì thầy chắc là thầy phải làm thôi. Dễ thế này mà sao cả lớp mình không ai làm được là sao ta? Thầy thấy hơi bị bất ngờ đấy. Các bạn thấy là sao? Các bạn không comment à? Các bạn hãy comment cái đáp án của mình nha, đáp án của mình. Ở đây là trả lời có thưởng chứ không phải là trả lời không, cho nên các bạn cứ yên tâm nha, yên tâm. Hay là sợ rồi. Thầy ghi hai cái x ở đây, x1 bằng này, thầy ghi ở đây là tính cho nó dễ, cos trừ bi lần 3 à, x2 ấy, bằng là 3 cos 20t cộng với bi phần 3. A bằng 70 nhân hả? Nhân, à, ok nhân. V bằng 3 căn 5 bi à. A bằng 70 và V bằng 3 căn 5 bi. Thầy thấy là ông Cao Nguyên mà ông đi thi là coi như ông chặt rồi, coi như ông đứt câu này rồi, hiểu không? À chà, rất là bậy bạ hết sức nha. Ông Cao Nguyên ông đi thi là ông chọn câu này, như thế là ông chọn bậy rồi, bay rồi, rớt. Chưa thi được. À chưa thi được đâu em ơi, mình tính chậm thôi. Cái này mặt thầy nó tối thui ta, nó làm mất cái vẻ đẹp trai của thầy. Nhìn nó tối tối khó chịu kinh khủng luôn.
thôi tạm tạm thôi, mà sân tự nhiên nó bị hư rồi. Đấy, các bạn có thể chọn lại đáp án của mấy bạn. Thầy nghĩ là đâu bài này đâu có đến nỗi đâu. Ui giời, cái bài này đâu có đến nỗi đâu, bài này nó dễ thế nhưng mà đúng không? Thôi tính này, nhìn vô đây thấy hàng này ngược pha nhau này, thấy không? Yeah. Ngược pha nhau ấy, ngược pha nhau á thì cái này xem lại cái đề coi nào, bi phần ba này. Đó đâu phải ngược, đâu phải ngược pha đâu, thằng bảy thầy nhìn nhầm bi phần ba với lại hai bi phần ba. Đây, bây giờ chúng ta tính này, thì đầu tiên chúng ta phải cộng hai lao động này lại thì theo cái phương pháp cộng số phức bằng máy tính ấy, yeah. Tức là mình có phương trình tổng hợp là x nó bằng này, đầu tiên là 8 này, góc là trừ bi phần ba này, rồi cộng với thằng kia là 3 và góc là bi phần ba này, yeah. Ở bằng nha, thầy bấm một lần nữa thôi nha, lần cuối cùng thầy bấm ở chỗ này đó là 8 này, góc này, yeah. Đây là bi này, này chia 3 này, đúng không? Đây cộng với 3 này, góc này, đó. Ở đây trừ phần ba thì tiếp với trừ là sao ta? Góc là bi phần ba để vô. Đó, bây giờ shift 23 bằng cái, nó được 7 đúng không? Và cái phần là đuôi là trừ 0.66 là không quan tâm. Thế nên thấy cái là 7 và góc là trừ 0.66 đúng không? Em biết là a bằng 7 là được rồi, thầy cần a thôi, cần a thôi không cần nhiều. À, ông đính chính lại là ông may rồi, ông đúng rồi đấy, chưa? Yeah, đính chính lại là ông đúng rồi đấy. A bằng 7 được chưa? A bằng 7 tính cái a max thì quá dễ rồi, gia tốc cực đại là bằng a max này, nó bằng là omega bình nhân với a này, đúng không? Omega bình ấy nó là 20 bình, a là 7, được chưa? 4/7 = 28, vậy là 2800 nhé, cm trên giây bình phương. Nếu muốn đổi ra mét trên giây bình phương ấy thì các bạn có thể là chia cho 100 đi, mà thôi thầy không cần chia nữa, vậy là đủ rồi, được chưa? Nha. Bây giờ nó bảo là tính gì? Tính vận tốc của vật khi ở vị trí cách vị trí thế năng cực đại là 2 cm, được chưa? Thế năng cực đại ở đâu? Thế năng cực đại này, thế năng là công thức là gì? VKT bằng 1/2 KX bình. À, thì thế năng mắc á, thế năng mắc á là suy ra X mắc, đúng không? X nó mắc, X mắc thì nó bằng A đó. Tức là ở vị trí biên, ở biên thì thế năng cực đại, được chưa? Cách biên 2 mà, cách biên 2 thì đây là biên này. Đây là cân bằng ở chính giữa nha. Cân bằng ở đây. Ô, biên đây là 7, đúng không? Trừ 7. Cách biên 2 tức là con đoạn này bằng 2 này, nha. Đây bằng 2 chắc x bằng 5, đúng không? Vậy x bằng 5. Giờ x bằng 5, tức là mình suy ra v bằng omega căn của a bình trừ cho x bình. Omega là 20, căn của a bình là 7 bình trừ cho x bình là 5 bình. Nha. Thì nó sẽ ra được. Chú ý là chúng ta có cộng trừ nha, tại vì nó là nó căn mà, đúng không? Công thức đó chúng ta có cộng trừ của là 40 căn mấy, là căn 6. Căn 6 cm trên giây. Nghe được chưa? Thì các bạn hết sức cẩn thận, được chưa? Nhưng nó không có khó, nhưng các bạn rất dễ sai. Nếu bạn không có rành kỹ năng tính toán á, là thầy chắc chắn là các bạn sẽ sai. Dạ. Yeah. Ừ. Chào Văn Long. Tên không có mới vô. Ok, chào em. Đấy, bài này mỗi mình Công Nguyên làm được à? Ồ. À, chúng ta có vẻ là cái độ khó nó khó quá thì phải. À, thầy cũng thông báo luôn, từ khóa sau trở đi á, là thầy chỉ gọi là những cái bài cơ bản là làm bên Juni rồi, cho nên thầy không làm lại bên đây nữa, mà thầy chỉ làm những cái gọi là nó hơi hơi không phải nói khó, hơi khó, đúng không? Để các bạn ăn được cái điểm trọn vẹn cái môn lý á. Thì cái đó là cái mục tiêu của thầy nha. Chứ chúng ta không có đào lại những cái câu gọi là câu cơ bản nữa. Và từ khóa sau trở đi thì chúng ta cái chủ trương chúng ta là như vậy nha. Chúng ta không có, thầy có thể nói sơ sơ lại một chút cái dễ thôi, chứ thầy không nói lại cái dễ nữa, cho nên các bạn cứ yên tâm.
À, nếu mà khóa sau các bạn có tham gia ấy, thì các bạn nhớ là các bạn chỉ tập trung vào những bài mà gọi là lạ và khó thôi nha, lạ và khó thôi. Rồi thì câu này thì các bạn nào thắc mắc gì không? Rất đơn giản đúng không? Rất đơn giản, nếu mà thầy tính rồi thì đơn giản lắm. Nào các bạn nào thắc mắc gì không? Thầy nghĩ là sẽ các bạn thắc mắc đấy. Nào, có ai thắc mắc gì không nào? Văn Long hả? Văn Long là Văn Long. Mưa quá thầy cũng chẳng biết là âm thanh nó ok không nên. Hai bạn tập trung quá rồi, hai bạn tập trung bạn xem quá rồi. Tập trung chuyên môn rồi. Rồi nha, thì nếu mà không bạn nào thắc mắc thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu tiếp theo. Được chưa? Thì thầy nghĩ là các bạn chắc chắn là sẽ hiểu thôi. Cái này có gì đâu, công thức toàn là công thức cũ. Có nhiều bạn là giờ này hỏi là thầy công thức, cái công thức này đâu ra vậy thầy? Đây. Yeah, đây đâu ra vậy thầy? Hơi bị quê luôn ấy nha. Yeah. Mình có A bình bằng X bình cộng với V bình chia với A bình. Từ đây muốn tính V thì chúng ta nói là chúng ta khai căn, chúng ta có là omega cộng với omega căn của A bình chia X bình. Công thức cũ mà, nhớ khó gì đâu. Ok ha. Đơn giản đấy mà, không có gì không có gì khó khăn cả nha. Thì chúng ta stream mà chúng ta làm trực tiếp mà, cho nên là phải hỏi cho các bạn kỹ chưa. Rồi thì cuối buổi các bạn nào không hiểu các bạn có thể coi lại. Ồ, các bạn này là kinh khủng quá. Bật thực hiện bao nhiêu động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 góc là 20/3, x2 là góc 0, x3 là góc -20/3. Tại thời điểm T1, các giá trị ly độ là 10, trừ 10 này, 40 và trừ 20. Thời điểm T2 bằng T1 cộng với T/4, các giá trị ly độ là trừ 10/3, 0 và 20/3. Tìm phương trình dao động tổng hợp. Tìm phương trình dao động tổng hợp. Wow. Đông Dương, chào em. Chào mừng em đã đến với khóa học. Chào tiếp ai đây? Trần Phương. Trần Phương chào em. Âm thanh mình nghe không được thì cứ la lên nhé, tại vì thầy không biết là các bạn thầy nói bạn nghe được không đâu, tại vì cái tiếng ồn quá đấy. Thì câu này thì không biết các bạn giải như thế nào nhỉ? Đấy, chúng ta phải rất là cứng, chúng ta phải cứng cái phần phần kiến thức nền. Chúng ta làm mấy câu này nó mới perfect được, hiểu chưa? Người thành công là người làm tốt những bài tập trung bình và dễ. Dễ và trung bình, dễ và vừa. Chứ chưa chắc người thành công là những người làm bài khó đâu. Rồi chào em mà. Người thành công là những người chịu khó làm những bài dễ và những bài trung bình. Chứ chưa bao giờ thành công là chúng ta đi làm những bài khó. Thực ra cái những cái kiến thức phổ thông này ấy, nó khó nó làm cái gì đâu. Nếu bạn cứ học tàn tàn, các bạn để cho bạn thi được vô cái trường bạn mơ ước là được rồi. Rồi này thầy không biết là các bạn nào ra đáp án không. Thì nghe các bạn hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá nhỉ. Thì chúng ta giải bài này ấy, thì chúng ta phải nắm được những kiến thức nền. Kiến thức nền như sau. Đó là ví dụ như nếu chúng ta có hai dao động, hai dao động mà vuông pha nhau, hoặc là hai thời điểm cũng được, hai thời điểm vuông pha nhau cũng được,
hai cái đồng vuông pha cho chúng ta có a bình, a bằng căn của a một bình cộng với a hai bình, dạ. Còn hai thời điểm vuông pha nhau chúng ta có x, chúng ta có a chứ, a thì bằng căn của x một bình cộng với x hai bình, tức là x một là thời điểm t một đấy, còn dạ, còn x hai là thời điểm t hai á, nha. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải để ý, được chưa? Tức là cái công thức của chúng ta là như vậy. Thầy biết không, thấy rồi nha, hai thời điểm nha. Cái học bài nó chúng ta sử dụng được hai thời điểm này. T1 được chưa? T2 được chưa? T1 là có đi độ x1, T2 đi độ x2. A này vuông pha nhau. Vuông pha là cho 90 độ đấy. Thì chúng ta có là a luôn, biên độ của nó bằng là căn bậc 2 của x1 bình cộng cho x2 bình. Chưa? Đấy, đó là công thức của cái bài này, rất là dễ nhớ, đúng không? Cứ vuông pha nhau là em bệt vô là a bằng căn của x1 bình cộng x2 bình. Mà muốn sang điện cũng vậy, sang sóng cũng vậy nha, yên tâm. Dạ, cái câu này ấy nó dễ lắm, các bạn nhìn này, thời điểm t1 đúng không, xong rồi t2 bằng t1 cộng với t phần tư, đúng không? T phần tư này, t phần tư này, em thấy này, mình biết là góc quay á thì nó bằng là omega t. Em lấy t phần tư này em nhân với omega thì t phần tư em viết lại omega 2 pi chia t, đổi lại nó ra pi phần hai đó bạn. Pi phần hai thì em hiểu là vuông pha, yeah. Có nghĩa là cái thời điểm t một và t hai này là hai thời điểm vuông pha nhau. Cao nguyên nó ra được là 20 cos 2 pi t trừ pi phần ba. À, đúng, rất là chuẩn đấy. Mấy bài khó có vẻ làm nhanh nhỉ. Rồi, vuông pha, được chưa? Vuông pha thì vuông pha thầy mới nói rồi, chúng ta có a bằng là căn của x1 bình cộng với x2 2 bình, chưa? Là biên độ thì tương ứng này, cái cặp này x1 này đó, x1 này, chưa? Ở x2 này, x2 là tính được a2 đấy, x3 tính được a3 đấy, được chưa? Thì mình sẽ có luôn là chúng ta có a1 bằng này căn của này x1 á là trừ 10 bình phương, được chưa? Cộng với x1 thời điểm t2 á là trừ 10 căn 3 bình phương. Cái này thầy mới bấm tính lúc nãy rồi, hiện này nó ra được là 20 thì bấm nãy rồi chứ thầy không có bấm lại đâu vì bấm thời gian lắm. 20, được chưa? Tương tự như vậy thì tính được a2, a2 thì căn này thì thế số luôn nhé, x2 là 40 bình này, rồi cộng cho 0 bình này, đó, x2 thì điểm t2 bằng 0, vậy cái này nó bằng là tính được là 40 luôn đấy, 40 cm, chưa? Tương tự như vậy có tính a3 luôn đi, a3 tương tự các bạn cũng làm được là 40, chưa? Như vậy thì mình có tổng hợp là x bằng x1 cộng x2 cộng cho x3, đúng không? X1 nó biết là biên độ là 20 rồi, thay vô 20 góc là mấy nhỉ? 2 pi phần 3, chưa? Cộng với x2 á, là 40, góc là 0, đúng không? X2 0 này, và cộng với x3 là 40 và góc là trừ 2 pi phần 3, chưa? Có lẽ là các bạn không thấy bảng nó rồi, thầy bị thầy che mất rồi, đúng không? Đó, góc 2 pi phần 3, chưa? Thì bấm máy tính ba này cộng lại với nhau ấy, bấm như nãy luôn, thay vì bấm 2 và bấm 3 thì được, chúng ta được là kết quả là 20 và góc là trừ pi phần 3. Thầy tính rồi, từ đây mình suy ra được là x tổng hợp nó bằng là 20 cos của 20t, à xin lỗi, 2pi t trừ pi phần 3, rất dễ, cm. Đó thì đó là cách làm của bài này, được chưa? Cách làm của bài này thì chúng ta phải nhớ được là đối với vuông pha nhau thì chúng ta luôn luôn chúng ta có là x1 bình là thời điểm t1, đi độ thời điểm t1 cộng với x2 bình tức là đi độ thời điểm t2 bình phương, chúng ta sẽ được biên độ nha, chúng ta sẽ được biên độ nhanh chóng và dễ thôi, được chưa? Nó không còn khó khăn như chúng ta nghĩ, mà nhìn mặc dù nhìn cái đề nó rất là dài, nhìn rất là kinh khủng, đúng không? Nhưng nó không có cái gì nó đáng ngại cả nếu chúng ta biết cách, nếu chúng ta biết cách.
Thì bấm máy tính ba cái thì các bạn nào thắc mắc thì các bạn có thể lên Google search hoặc là các bạn có thể bấm máy tính. Thì coi lại bấm hai cái hồi nãy á, xong bạn bấm thêm cái nữa thì được ba thôi chứ gì đâu nha. Bấm thêm cái được ba thôi, cộng ba cái liên tục là lấy ra thôi nha. Trên này rất dễ đúng không? Thầy thấy là cái bài này muốn bạn Cao Nguyên làm được bạn rất là khá là quen thuộc với chúng ta trong những buổi học rồi. Ok, dạ yeah, không có gì khó khăn đâu nhé. Bài này không phải là hay, bài này nó thuộc dạng các bạn ít gặp, hiểu không? Bây giờ bài này hay này, bây giờ làm bài này nè, đó xem hay hơn không? Bao nhiêu đọc là giờ x1 x2 x3 thời điểm t1 như thế này, thời điểm t2 đây là nó cho lượt là tức là x1 là bằng chừng này, x2 là bằng chừng này và x3 bằng chừng này nhé. Ở đây nó cho là x1 bằng này, x2 bằng này, thời điểm t2 đấy, được chưa? Và x3 nó không cho, nó bảo là phương trình tổng hợp dao động là bao nhiêu. Tổng hợp dao động là bao nhiêu? Thì đó là một cái bài để chúng ta vận dụng cái phần đó nữa. Không biết là các bạn có thể vận dụng cái câu hồi nãy mà chúng ta làm câu này không? Hưng đi đâu nãy giờ với vô em? Hay là mạng lag quá đi đổi các quang xài? Ok, thì không biết là đã có ai làm được chưa? Nghe bảo hay nhưng mà số lượng bạn là 21 bạn. Nhiều hơn hàng ngày rất nhiều đấy nhá. Nào thì thầy muốn một đáp án nó hoàn chỉnh nào. Hãy thể hiện cái khả năng tính toán của mình. Yeah, công thức thầy cho rồi, vừa nãy mới làm rồi, đúng không? Thế vậy các bạn có còn vận dụng được cái đó mà các bạn đập vô cái bài này không? Thì đó mới là hay, đúng không? Đó, vận dụng được cái đó mà đập vô bài này thì đó là cái tuyệt vời ấy nha. Ngoài công thức của hồi nãy là căn A1 bình A2 bình này chưa? Thì á có một công thức nữa đối với vuông pha, công thức nào cũng biết hết. Đó là nếu mà hai thời điểm vuông pha ấy, được chưa? Hai thời điểm vuông pha nhé. Thì chúng ta luôn luôn có là x1 chia cho A1 bình phương. Đây là hai dao động là x2 chia A2 bình phương bằng 1. Đây là hai dao động vuông pha, hai dao động vuông pha nhé. Hồi đấy là hai thời điểm, bây giờ là hai dao động vuông pha. Đấy, nhớ x1 chia A1 bình phương cộng x2 chia A2 bình phương bằng 1. Đó là hai thời điểm nhé, vuông pha. Hai dao động chứ, xin lỗi, hai dao động vuông pha. Còn hai thời điểm là như nãy chúng ta nói. Được chưa? Xóa bảng đây này. Công thức là cho rồi nha, công thức dễ mà. Đang mong chờ một đáp án của một bạn nào đó có thể bót lên thật là nhanh. Đấy thì cái bài này chúng ta phải mất công phân tích một chút xíu, được chưa? Hôm nay chúng ta làm ít thôi nhưng chúng ta cô đọng lại được nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói thì hôm nay thành công rồi. Này làm ít lắm chứ không có nhiều đâu.
vì những cái bài này thực chất là nó cũng rất là hiếm. Và tí nữa sẽ có là dạy một câu về cũng tổng hợp như thế này, nhưng mà nó thuộc cái dạng là của năm vừa rồi chúng ta thi á, năm 2016 đề thi vừa rồi. Thì câu này là câu cá cũ rồi, nhưng mà năm ngoái nó ra thi. Và cái khóa mà dao động cơ của năm ngoái thầy cũng dạy câu này rồi. Thầy nghĩ là câu này nếu mà bạn nào xem rồi chắc chắn bạn làm được. Wow, 5 căn 73 cốt trừ 1,21. Kinh quá nhỉ. Sai rồi em ơi. Rồi, thầy nói chung là thầy biết chắc chắn là các bạn tính nó sẽ hoang mang lắm. Cho nên là bây giờ thầy tính này. Thì chỉ là hiểu cho tính á, chúng ta nhìn thấy x1 với x2 á. Nhìn thấy cái x1 đây. X1 cái này là nó là A1, đúng không ạ? Cos của omega t cộng b phần 2, đúng không? Thì x2 nó lại bằng A2 cos của omega t. Đấy. Hai thằng này này là vuông pha nhau. Đúng không? Hỏi sao biết vuông pha vậy? Thằng x1 pi trên 2, thằng x2 là 0. 2 là lệch nhau pi phần 2. Nha. 2 là lệch nhau pi phần 2, cho nên nó vuông pha nhau. Được chưa? Được chưa? Thế là vuông pha nhau á. Thì em cứ tưởng tượng á, vuông pha nhau thì một thằng nằm ở 0 này, thì thằng kia nằm ở cân, tức là thằng này nằm ở biên thằng kia nằm ở cân bằng, cái thằng này là biên thằng kia cân bằng, thằng này là biên thằng kia cân bằng, đúng không? Thì này, vuông pha nhau thì nếu mình có này, nếu mà x2 á, được chưa, nó bằng 0 ý, đúng không? Thì thằng x1 ý, nó sẽ bằng cộng trừ A, chưa? Bằng 0 tức là ở vị trí cân bằng ấy. Thằng này là sẽ là biên, vì hai này vuông góc nhau mà, đúng không? Vuông góc nhau thì thằng này ở cân bằng, thằng kia ở biên, thằng kia ở biên, thằng này ở cân bằng, đúng chưa? Thì x2 nó sẽ bằng 0, x2 bằng 0, được chưa? Thì x1 bằng 15, có nghĩa là chỗ này là 15 này. Đó, và chúng ta tìm ngay được cái thằng A này là A mấy nhỉ? A này á, nó là A1 đấy. Giờ vì đang đúng thời điểm x1 mà, cho nên A1 đấy, nó bằng là 15. Giờ nhá. Đơn giản thôi, đúng không? X2 bằng 0 chứ. Đây là x2 bằng 0 này, thì x1 bằng 15. Nhầm quá, x2 bằng 0 thì x1 bằng cộng trừ A. Mà x1 á, nó cho mình á, nó là đây này, 15 này, cho nên đây là 15cm này. Đúng ta? Tôi thầy coi thì thầy giải nè. X1 bằng trừ 20. Vậy quá, trừ 20 các bạn. Đúng rồi, thầy nhìn nhầm sang trên kia. Trừ 20. Đây vậy là A1 thì nó bằng là 20 các bạn. Đúng không? Đó, tức là cái x1 với x2 nó vuông pha nhau thì chúng ta sẽ có được ấy là thằng này ở biên thằng kia là cân bằng. Như vậy đề bài nó cho là cái x2 của chúng ta bằng 0 đây này. Đúng không? Cái thời điểm T2 nó x2 nó bằng 0 này. Đúng không? X2 đây, đây là x2 đây. Đây là x1 này, đúng không? Thì x1 nó bằng đúng là cộng trừ A luôn, cho nên x1 bằng trừ 20. Chuẩn nhé. Chuẩn. Yeah. Mà x1 này vuông x2 nữa này, chúng ta lại có thêm một công thức nữa. Đó là gì? X1 chia cho A1 tất cả bình cộng cho x2 chia A2 tất cả bình. Được chưa? Bằng 1. Công thức này đó là hai thời điểm này vuông pha nhau. Chúng ta có công thức này. Được chưa? Công thức của vuông pha. Chúng ta thay vô này, tương đương này. X1 là mấy nhỉ? X1 đây này, x1 là trừ 10 căn 3. Thời điểm T1 nhé. Hai thời điểm vuông pha nhau mà. Chia A1 mới tìm được là 20. Đúng không? Bình phương. Cộng với x2 ấy, là 15. Đúng chưa? 15. Chia cho A2 là chúng ta chưa biết. Chỉ nữa A2 đã biết đâu. Đúng không? Bằng 1. Từ đây các bạn tìm ngay được A2. Hồi nãy thầy tính được mấy nhỉ? 30, chính xác, 30. Đó, chúng ta đã tìm được con x2 rồi nha, tìm được x2 rồi. Đấy, từ từ thôi, cái này thầy cũng rối chết cha luôn, chứ phải đùa à. Đây là công thức của hai thời điểm vuông pha nhé. Hai thời điểm vuông pha nhé, được chưa? Tiếp tục này, bây giờ mới đá sang x1 và x3 này.
x3 là mấy nhỉ? X3 chúng ta ghi vào đây đi. A3 cos của bị omega t mà trừ đi b phần 2. Dạ. Thế bây giờ nhìn vô thấy x3 x1 là như thế nào nhỉ? X3 và x1, x3, x1 và x3. Nhìn thấy ngược pha nhau. Đúng không? Ngược pha gì nữa? Một thằng là cộng b phần 2, một thằng kia là trừ b phần 2, cho nên nó ngược pha nhau. Mà ngược pha nhau thì rất hay, rất hay. Ngược pha nhau các bạn hình dung như thế này này. Thằng này mà trừ a chia 2, thằng này là a chia 2 đi, đúng không? Thằng cái ngược pha nó sẽ nằm như thế này. Đó, tức là nằm bên trừ a chia 2. Tức là nó giống nhau luôn đấy. Nếu mà ngược pha, tức là mỗi thằng một đầu á, chưa? Đấy, một thằng là trừ a, một thằng là a, một thằng là trừ a, một thằng là trừ a. Một thằng là a chia 2 thì một thằng kia là trừ a chia 2. Tức là nó cứ luôn nó ngược nhau như vậy, được chưa? Thế bây giờ nó cho này, đề bài nó cho này. Nó cho là x1 ấy bằng là trừ 10 căn 3. Trừ 10 căn 3 thì có phải là trừ a căn 3, trừ a1 căn 3 chia 2 không? A1 là bằng 20 này, đúng chưa? Trừ a1 căn 3 chia 2 gì nữa, đúng không? Thì cũng như vậy, thằng x3 này này, vì nó ngược pha mà, đúng không? Thì nó cũng bằng như vậy luôn, nó cũng bằng là trừ trừ gì? Trừ a3, đúng không? Rồi căn 3 chia 2, cộng với trừ ra, cộng. Đúng không? Vì thằng này dương, thằng kia âm, mà thằng âm thì thằng kia dương. Được chưa? Như vậy ở đây nó bằng cộng trừ a3 căn 3 chia 2. Và cái đề bài nó cho á, nó cho cái góc này á, từ thầy di chuyển thầy đi, thì không cần di chuyển đâu. Nó cho cái ly độ này á là 30 căn 3 x3 này này, 30 căn 3 này. Đúng không? Từ đây các bạn sẽ tìm được con A3. A3 thầy tính hồi nãy nó ra được là 60. Được chưa? Như vậy chúng ta đã có tất cả ba yếu tố A1, A2 và A3. Chúng ta tiến hành cộng lại. Đó. Giờ thì nó sẽ ra được cái gì? Ở máy tính thì như cũ nha, ta không bấm lại nữa. Chúng ta sẽ được này. 50. 50 cos. Cos của omega t trừ đi 0,93 cm. Giờ trừ đi 0,93 cm. 50. Có ai có 50 không? 5 căn 73 là không phải 50 rồi. Đấy, thì đó là cái nội dung của câu này, được chưa? Thì chúng ta phải nhớ cái gì? Chúng ta phải nhớ là hai thằng vuông pha nhau chúng ta có công thức nào, đúng không? Hai thằng ngược pha nhau chúng ta có điều gì xảy ra, được chưa? Thì đó là cách mà chúng ta tư duy ấy, nha. Chứ ví dụ bài này mà để giải bằng phương trình ấy thì thôi rồi. Nó không còn cách nào mà nó lâu hơn nữa. Cho nên chúng ta phải giải, buộc lòng chúng ta phải giải bằng cái phương pháp lập luận. Và chúng ta tính toán như thế này thì nó mới chuẩn được, được chưa? Nha. Đó là cái ví dụ số 4. Khá là căng thẳng, đúng không? Căng não với cái bài này chứ không phải đùa đâu. Thầy nhiều khi thầy còn nhầm nữa, chứ không phải là ấy đâu, cái bài thầy tính một lần, lần đầu không đúng, phải lần đầu không đúng, lần thứ sau mới đúng. Lần đầu thầy nhầm với con 10 căn 3. Được chưa? Thầy có thể chỉ lại cho các bạn được nếu bạn không hiểu nha, nếu bạn không hiểu. Nha. Đầu tiên là x1 x2 vuông pha nhau này, được chưa? Thì thằng này mà cân bằng thì thằng kia ở biên, đúng không? Mà người ta cho x2 là ở cân bằng này, đúng chưa? Thì chắc chắn thằng x1 nó sẽ ở biên, đúng không? X2 là cân bằng đây này, cân bằng này. Thì thằng này nó chính là biên này, thì biên nó là 20 đó. Tức là mình có A1 bằng 20 là xong này. Yeah. Ngoài ra chúng ta có công thức vuông pha, tức là x1 chia A1 bình phương, x2 chia A2 bình phương. Thay tất cả những cái giá trị vô. Đây là hai thời điểm nhé. Thời điểm T1 thì chúng ta có x1 bằng 10 căn 3 âm, A1 là bằng 20 mới tìm được. Thời điểm T2, thời điểm kia, bên xin lỗi, chúng ta có x2 là bằng 15, còn thời điểm T kia là bằng A2 là bằng 15 và A2 là bằng chưa có, đúng không? Từ đây mới tìm được các con A2 này, đúng chưa? Yeah. Để ý tí nha, để ý tí. Yeah, 15 và chúng ta tìm được con A2. Sau khi tìm A2 rồi, chúng ta mới đá đến x1, x3 ngược pha nhau. Ngược pha thằng này âm, thằng kia dương, thằng kia âm, thằng này dương, ly độ như nhau. Tức là ví dụ thằng này a chia 2, thằng kia là trừ a chia 2, nhá, nó sẽ ngược nhau. Thì thằng nó cho x1 này, x1 là 10 căn 3 này. 10 căn 3 thì đồng nghĩa với việc là a1 căn 3 chia 2, đúng chưa? Vì a1 bằng 20.
từ đây mình suy ra x3 thì cũng bằng a, nó bằng a3 căn 3 chia 2 dương, đúng không? Vì nó ngược pha. Mà đề bài cho x3 này, x3 là bằng 30 căn 3 đây này. Đó, thế chúng ta tìm được căn a3 là bằng 60 và chúng ta tìm được kết quả cuối cùng. Nha, đó thầy nói sơ lại một lần cho bạn hiểu. Được chưa? Dễ lắm, chưa? Đấy thì có vẻ là hơi khó, đúng không? Có vẻ là hơi khó với các bạn. À, không sao, không sao. Chúng ta giờ chúng ta sẽ làm từ từ thôi, không có gì phải vội vàng cả, đúng không? Còn đứa nào thắc mắc câu này không? Thầy nghĩ câu này đủ hack não các bạn rất nhiều rồi đấy, đúng không? Căn nguyên mà tính được là 5 căn 73, thầy bấm thử 5 căn 73 bao nhiêu chứ? 42, chưa đủ em ơi. Thầy không có là 50 và góc là 53,13 độ hả? 53,13 để thầy đổi thầy coi. À, trừ 0,93 nhân radian đúng không? Từ độ từ radian mà sang độ tức là nhân pi chia cho 80 đúng không? Chia cho nhân 80 đấy. Đúng rồi, 80. Pi. 53,28 em ạ. 53,13 thì cũng bản tên không có là cũng gần đúng rồi đấy, gần đúng rồi đấy. Nếu chúng ta thử đáp án lại ngược lại chúng ta cũng có cái đáp án như vậy, gần gần như vậy. Thì nói chung là thầy cũng muốn kết quả chính xác nha, chính xác. Rồi, thì các bạn nào thắc mắc nữa không? Có vẻ căng quá, có vẻ căng quá. Hôm nay có vẻ hơi khó, đúng không? Hôm nay có vẻ hơi khó với các bạn. Thầy biết mà, thầy biết mà. Nhưng mà bài dễ nó hết rồi cho nên buộc lòng phải làm bài khó thôi chứ sao bây giờ. Thầy cũng không cố tình đâu. Nào ok, lên tiếng đi chứ. Đây một đống người ngồi đây mà không lên tiếng à? Các bạn phải máu lửa lên chứ, để thầy còn biết các bạn học đến đâu chứ. Nào. Nào. Ô. Thầy có bị đường truyền này có bị sao không biết. Vấn đề mà ôn hay gì quá. Được chưa? Rồi ha. Ok. Đấy, tính toán nó cẩn thận được chưa? Bắt đầu này, tiếp tục. À. Wow. À, bài này nó chính là cái bài mà gần giống như cái đề thi chính thức của bộ năm vừa rồi. Gần giống rồi nhé. Gần giống. Dạ. Yeah. Năm vừa rồi nó thi cái bài y chang như thế này luôn, nó khác mỗi con số thôi, nó không khác gì. Cho nên là bây giờ thầy để các bạn thử xem. À, lại nó lại cho x1 x3 hả? X1 x3 ngược pha này em. Thì em hình dung trên đường tròn đây này. Ngược pha cái thằng kia nó là thằng này nó ở đây, thằng kia nó ở phía dưới này, đúng không? Nhưng thằng này là a chia 2 đi. Được chưa? Thì thằng kia nó sẽ là trừ a chia 2, tức là nó luôn luôn nó ngược cái dấu của nhau chứ còn ly độ giống nhau nha. Ngược pha thì nó ngược giống nhau nhưng ly độ nó giống nhau. Đây là thằng kia 5, thằng kia trừ 5, thằng mà xin lỗi, thằng kia là a 1 căn 3 chia 2, thằng kia là a 2 căn 3 chia 2 luôn, bây giờ đổi dấu với nhau ấy. Được chưa? Thì thằng x 1 này nó cho là mình là trừ 10 căn 3. Được chưa? Trừ 10 căn 3 thì đồng nghĩa việc là trừ a 1 căn 3 chia 2. Được chưa? A 1 là bằng 20 này, thì thế vô nó bằng 10 căn 3 đúng không? Thằng x1 bằng trừ a1 căn 3 chia 2, thằng x3 á, vì nó ngược pha mà cho nên nó sẽ bằng là cộng a3 căn 3 chia 2, được chưa? Tức là nó thay cái dấu và nó thay cái biên độ. Chứ còn những cái khác là nó vẫn như nguyên. Và cái đề bài nó cho cái x3 này nó bằng 30 căn 3. Thì từ đây các bạn mới biết được cái a là bằng 60. A3 bằng 60. Nó dễ lắm, đúng không? Để ý tí nha, để ý tí lê biển. Ok. Các bạn phải thắc mắc, các bạn phải hỏi như vậy chứ, mới trả lời chứ. Không biết đường nào mà lần. Đúng ạ. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ví dụ tiếp theo. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau này, kích thích hai con lắc dao động biên độ là 3A và A dao động cùng pha. Gốc thế năng ở vị nhân bằng của hai con lắc. Khi động năng con lắc thứ nhất là 0,9 thì thế năng con lắc thứ hai là 0,05. Hỏi khi thế năng con lắc thứ nhất là 0,18
thì động năng Galact thứ hai là bao nhiêu? Ồ. Đấy thì câu này nó y chang như câu năm ngoái. Y luôn. Khác mỗi số thôi. Khác mỗi số thôi. Có vẻ là có vẻ là hắc não của bạn lắm đó nhỉ. Khó đó bạn. Yeah. Đó, cứ tin thầy. Đối vật lý thì nó khó thì nó cực khó, mà nó không khó thì nó sẽ không khó. Ừ. Rồi, thầy biết là các bạn là ngồi rất là chăm học đấy. Thầy tin chắc là các bạn sẽ học được cái gì đó từ cái bài hôm nay nha. Thầy tin chắc là như vậy. Nó không thể nào mà chúng ta phí với nhau một buổi tối được, đúng không ạ? Chúng ta phải học được cái gì đó, chúng ta đi ngủ nó mới ngon. Đáp án câu này là mấy này? Câu này là 0.13. Ồ. Bạn thấy không có là chắc bạn giải câu này rồi đúng không? Thầy nghĩ là bạn dạy rồi. Dạ chưa biết. Nếu mà dạy rồi thì biết cái cách làm con này nó dễ thôi. Đúng không? Và 0.13 là đáp án chính xác đấy. 0.13 là ok đấy, chuẩn đấy. 0.13, 0.13, 4, 0.0. Đúng rồi, 0.13. Rất nhanh. Thầy nghĩ em mất khoảng 1 phút rưỡi là đủ. Không bạn nào làm được nữa à? Ồ. Đấy nha. Bây giờ nó bảo là hai con lắc này nó cùng biên độ này, thấy không? Cùng pha, đúng không? Bắt đầu lò so giống hệt nhau, lò so giống hệt nhau, con lắc giống hệt nhau thì chúng ta có omega giống nhau. Chúng ta có biên độ lần lượt là 3 và A, được chưa? Thì chúng ta có là cái biên độ của thằng thứ nhất nó gấp 3 lần biên độ thằng thứ hai. Cho nên cái ly độ của thằng thứ nhất nó sẽ bằng 3 lần cái ly độ của thằng hai. Được chưa? Tức là x1 chúng ta bằng 3 lần x2. Nha. X1 3 lần x2. Tức là x2 nhân 3 là nó bằng x1 đấy. Yeah. Hay là A1 nhân A2 nhân 3 nó bằng A1 đấy. Thì cũng như nhau thôi. Được chưa? Và chúng ta luôn luôn chúng ta có này. Chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta có là cái vận tốc ấy. Cái vận tốc á, chúng ta có là V max bằng omega A, đúng không? Đúng không? Thì nó đang là V1 max, đúng không? Thì nó bằng 3 omega A, đúng không? Còn V2 max ấy là omega A thôi, đúng không? Thì rõ ràng chúng ta có là V1 nó bằng 3 lần V2 gì nữa. Được chưa? Tức là cái vận tốc của thằng thứ nhất nó gấp 3 lần vận tốc thằng thứ hai. Theo vận tốc và theo ly độ luôn. Thì chúng ta sẽ ghi đây này. X1 bằng 3x2. Là chúng ta luôn có nhá, V1 bằng 3V2. Luôn có nha. Luôn có hàng này. Thế từ x1 bằng 3x2 chúng ta có cái gì? Chúng ta có thế năng á thì bằng 1/2 kx bình. Đúng không? Như vậy thì thế năng 1 thì nó bằng 1/2 kx x1 bình phương. Được chưa? Còn thế năng 2 ấy nhá. Thì nó bằng gì? Nó bằng là 1/2 kx2 bình phương, đúng không? x1 này thì thay bằng 3x2 đi, tức là 1/2 k nhân cho 3x 2 bình phương thì nó bằng là 9 này, 1/2 này, đúng không? Kx2 bình phương. Thì rõ là các bạn thấy này, cái thế năng 1 nó gấp 9 lần thế năng 2.
đúng chưa? Thế năng 1 nó gấp 9 lần thế năng 2, thầy xóa bảng. Đúng không? Thầy thấy rồi đấy. Thế năng 1 gấp 9 lần thế năng 2. Còn thầy có luôn một cái điều nữa, đó là gì? Thế năng 1 này VKT1 nó bằng 9 lần VKT2. Tương tự như vậy em làm với động năng, tức là 1/2 mà V bình ấy, thì chúng ta cũng có được luôn là động năng 1 bằng 9 lần động năng 2. Yeah. Tức là mọi thời điểm chúng ta luôn có cái này, luôn có cái này nha, luôn có cái này. Tiếp tục. Khi động năng con lắc thứ nhất là 0.9 nha. Động năng con lắc 1 là 0.9 thì thế năng con lắc 2 là 0.05, đúng không? Như vậy chúng ta có này, động năng 1 thì bằng 0.9, được chưa? Thì mình có được cái là động năng 2 ấy, động năng 2 tức là động năng của con lắc số 2 ấy, thì bằng 0.9. Đấy là lấy động năng 1 này, động năng 1 này em chia 9, đúng không? Rút từ đây ra này, rút từ cái chỗ này này, đây nó bằng là 0.9 mà chia 9 là 0.1. Yeah, nhưng mà chúng ta có động năng 2 là 0.1 joule, được chưa? 0.1 joule. Như vậy chúng ta có cơ năng của con lắc số 2, con lắc số 2, cơ năng con lắc 2 nha. Cơ năng thì bằng động năng 2 cộng thế năng 2. Động năng 2 là 0.1, thế năng 2 là đâu ta? Thế năng 2 là mấy nhỉ? Thì thế năng là 0.05. Đấy, 0.05. Thì cộng vô nó 0.15 joule. Dạ. Đó, chúng ta sẽ tìm được cái cơ năng con lắc 2 rồi, được chưa? Bắt đầu tiếp tục này. Tiếp tục là bây giờ thế năng của con lắc 1 bằng 0.18, thế năng 1 bằng 0.18, được chưa? Thì rõ ràng thế năng 2 á, thế năng 2 nhá. Thế năng 2 nó bằng là thế năng 1 chia 9 như gì nữa. Thì lấy 0.18 em chia 9 luôn. 0.18 mà chia 9 là 0.002, được chưa? Được chưa? Mà chúng ta có cơ năng này này. Từ đây mình có này. Cơ năng 2 thì bằng động năng 2 cộng với thế năng 2. Nó hỏi động năng con lắc thứ 2 là bao nhiêu, đúng không? Tức là mình suy ra động năng 2 ấy. Được chưa? Thì nó bằng là 0.15, tức là cơ năng ấy, trừ đi 0.002, tức là thế năng 2, thì nó bằng là 0.13 joule. Thì đây là nội dung của câu đề thi năm ngoái nha. Đề thi năm ngoái rất là đơn giản, đúng không? Nè, chuẩn nha. Đấy, thì đó là nội dung đề thi năm ngoái. Chúng ta giải nó đời bình thường, đúng không? Nếu đi thi các bạn giải câu này mới khoảng 1 phút là được. 1 phút. Thầy vừa nói, thầy vừa diễn tả cho các bạn hiểu ấy, cho nên nó hơi lâu tí nha. Chứ thực ra thì câu này là một câu nó không khó tí nào, không khó tí nào. Dễ mà, đúng không? Gì đâu. Các bạn nào lơ tơ mơ câu này không? Thầy nghĩ là chắc là ai cũng biết câu này. Tính toán nó cẩn thận nha. Chúng ta nhớ bảo toàn năng lượng là động năng cộng với thế năng là bằng cơ năng, thì công thức đó thì ai cũng phải thuộc rồi. Chứ thì bảo giờ em thuộc công thức này thì thầy cũng bó tay luôn. Bị lát hả? Lát thì chờ tí nó hết lát em ơi. Cái đó em lát thì thầy cũng bó tay luôn đấy. Em lát thầy cũng chịu chứ thầy biết xử lý sao trên mạng của nhà em mà, đúng không? Hai mươi giờ ba mươi chín phút. Rồi giờ các bạn ok câu này nhé, thì không khó mà. Rồi thì chúng ta tiếp tục nha, tiếp tục câu này không ai thắc mắc hết vì câu này nó dễ quá. Rồi một câu cuối cùng của buổi hôm nay, thì câu này thì bạn làm đúng có thưởng này, đang tăng nhé, làm đúng có thưởng luôn, làm chuẩn nhá chứ đừng có làm sai nhé.
Nào. Đáp đúng là thầy phần quà nhỏ nhỏ cho bạn luôn. Một phát đúng luôn nhé, đừng có nửa nửa nhé. Câu này là câu chốt lại của bài học hôm nay đấy. Trừ 3 căn 3. Rồi. Bạn Nguyên cho đáp án là trừ 3 căn 3. Ok. Bạn nào hay không? Thầy giải ra thì nó lại nhìn nó lại bực mình thêm. Chứ không gì. Trừ 3 căn 3 đáp án của bạn Nguyên. Chào Nguyên. Rồi bây giờ đến lượt bạn nào nữa để thầy làm luôn này. Có sao cái bữa nay thành cho bài khó quá hay sao ấy? Trừ 5,39. Rồi Đông Dương. Thầy cho đáp án bạn Đông Dương là chừng 5,39 nha. Rồi, tiếp tục. Mỗi đứa mà đáp án thì không thằng này đúng thằng kia sai thôi. Hoặc là hai thằng cũng sai. Hoặc là hai thằng không có hai thằng cũng đúng đâu nhé. Thầy đang mong chờ đáp án nó hiện lên đây. Nào. Cho thầy hỏi một tí là các bạn có dùng nháy nháp không nhé. Ở ngoài lề thì là bạn đang làm bài như này các bạn có dùng nháy nháp không? Hay là lấy cái máy tính nhầm nhầm bấm bấm. Nói cho đúng, nói cho thật. Hay là ngồi chơi chơi bấm bấm. Cháu. Số đẹp là các bạn đúng ấy. Số đẹp là các bạn đúng ấy. Thầy đang hỏi các bạn là có dùng máy nháy nháp không hay là chỉ có bấm máy tính thôi. 7,40 bạn Nguyễn Nhơn. Ok, thầy đã nhận được đáp án của các bạn rất nhiều. Nào có nữa không? Cao Nguyên lại đổi lại 6 không tính. Em hãy giữ kiên định đáp án của em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài này nha. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài này. Bài này rất dễ, không khó, đúng không? Tôi bảo là tại thời điểm t, thời điểm lý độ dao động tổng hợp bằng 3 đạt và đang tăng thì lý độ vật thứ hai là bao nhiêu, đúng không? Nếu chúng ta có đầu tiên chúng ta phải làm cái bước đầu tiên chúng ta tổng hợp dao động lại, tức là x1 cộng x2 đi. X1 cộng x2 cái bấm máy tính chúng ta làm rất là quen thuộc rồi, tức là 6 này góc là 10, góc là pi/6 này. Cộng với 6 và góc là 5 pi/6 này.
không? Thì cái này chúng ta tính được nó bằng là 6 cốt 6 và góc là pi phần 2. 2 chúng ta viết được phương trình là x bằng 6 cốt 10t cộng cho pi phần 2. Được chưa? Đây là phương trình tổng hợp nha, phương trình tổng hợp. Sao không xem được gì nữa rồi thầy hả? À, sao không xem thầy là thầy bó tay đấy, các bạn xem bình thường mà. Được chưa? Trừ 3 à, rồi có một bạn trừ 3 nữa. Được chưa? Bây giờ nó bảo này, thời điểm ly độ dao động tổng hợp bằng 3 và đang tăng. Được chưa? Nó biết ly độ bằng 6 đúng không? Đây 6 này, đây trừ 6 này. 3 và đang tăng tức là 3 nào? 3 đây. 3 nó có hai chỗ là trên và dưới, ở trên là đang về vị cân bằng tức là đang giảm, còn ở dưới tức là ra biên tức là đang tăng. Đây tức là chỗ này. Được chưa? Và góc này biết ngay nó là pi phần 3. Nhưng mà là âm. Được chưa? Thì góc này gọi là pha dao động, pha dao động. Cái này ăn biết mà, đúng không? Thì cái nguyên cái cộng 10 pi t này, 10 t này, 10 t cộng cho pi phần 2 này nó bằng luôn là trừ pi phần 3 cho mình. Được chưa? Từ đây các bạn mới biết được 10t bằng chuyển cái thằng kia sang trừ pi phần 3 mà trừ cho 1 phần 2 nữa là trừ 5 phần 6, trừ 5 pi phần 6. Vậy nó hỏi ly độ giai đoạn thứ 2 đúng không? Tức là mình thấy x2 đúng không? X2 này. X2 nó bằng 6 này, cos này. Bây giờ 10t á, 10t là bây giờ thay bằng trừ 5 phần 6. Đúng không? Xong rồi cộng cho 5 phần 6 nữa à, là bằng cos 0 đấy. Cos 0 1 cho vậy là bằng 6 này. Được chưa? Như vậy đáp án 6 mới là kết quả của chúng ta. Được chưa? Kết quả 6 là đáp án cuối cùng. Trừ 6 là bể mặt rồi, đúng không? 6 mới là đáp án chính xác nha. Vậy là tên không có là làm chuẩn đấy. Được chưa nào? Đấy, đó là kết quả bài này là 6 chứ không phải trừ 6 nha các bạn. Thì bài này rất dễ, đúng không? Rất dễ, nó không khó khăn bất cứ một chút xíu nào hết. Được chưa? Đấy, cho nên là... Không xem được nữa hả? À, đùa thầy à? Ô, sao nó lại... Ủa, sao tự nhiên bị xem... Ơ, được mà. Nói cho đúng, nói cho thật. Hay là ngồi chơi chơi, bấm bấm. Nói cho đúng, nói cho thật. Hay là ngồi chơi chơi, bấm bấm. Ủa? Sáu mới đúng. Quái lạ ta. Nói cho đúng, nói cho thật.